Này điện đất, ví như ngọn lửa mạnh, hễ ném vào bao nhiêu cỏ gỗ thì đều cháy tất cả đều thành lửa. Cũng vậy, Bồ Tát trí tuệ chói rực, bao nhiêu chúng sinh hoặc tham, sân, si, hoặc thiện, hoặc bất thiện, Bồ Tát đồng hành với họ tất cả đều sáng rực, đều thành trí tuệ. Đây gọi là pháp bất cộng của Bồ Tát. Này điện đắc, như núi Tu Di có tướng bất cộng, đó là bốn mặt do bốn báo làm thành. Tùy các chúng sinh có các sắc tướng xanh, vàng, đỏ, trắng. Nếu họ qua đến phía lưu ly của núi ấy, liền đồng một màu lưu ly. Qua đến phía chân kim, bạch ngân và pha lê thì đều đồng màu với núi phía ấy. Cũng vậy, Bồ Tát được pháp bất cộng như vậy. Tùy các chúng sinh hoặc tham, sân, si, hoặc thiện, hoặc bất thiện, họ đến chỗ Bồ Tát, Bồ Tát đồng hành với họ, đều làm cho tất cả chứng nhập chí Bồ Tát. Tâm họ bất tịnh do ác nghiệp, nên hoặc họ bị đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, cõi diêm phù đề. Do công đức bất cộng và sức chú nguyện của Bồ Tát, nên khi tội báo xong rồi, họ quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề. Này điện đắc, thở quá khứ, vô lượng, vô biên, vô số kiếp, nhầm đời ngũ trược, có Phật xuất hiện, hiệu bủ tụ công đức thanh Như Lai, ứng cúng chánh biến chi, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thời kỳ ấy, người thọ mạng 120 tuổi. Như thời kỳ hiện nay, các chúng sanh ấy tham dục sân hận ngu si rất nặng. Họ bị phiền não che đậy chống trái, cha mẹ anh em bằng hữu chẳng thuận hòa thượng và A Xà Lê. Họ chẳng biết ơn đức mà thường ôm lòng độc hại, gian trá, cướp trộm. Họ phá hoại lẫn nhau, làm sự phi lý. Họ chẳng kính tin Phật Pháp Tăng. Họ tham lam, nhỏ mọn, thực hành pháp ngã quỷ. Trong cõi Phật ấy, có các chúng sinh ác như vậy, khó điều phục được. Đức Phật ấy cũng do nguyện lực xưa, nên ở nơi ác thế ấy thành vô thượng Bồ Đề. Lại có 22.000 chúng đại thanh văn. Bây giờ có quốc vương tên Quảng Thọ, trị nước tự tại, thống lãnh diêm phù đề, lòng tin thanh tịnh đối với Phật Pháp. Nhà vua ấy thỉnh Phật và chúng tăng hạ an cư, rộng sắm đồ cúng dường. Bây giờ có một tỳ kheo pháp danh tên Vô Cấu, có đủ biện tài thiện xảo thuyết pháp khai thị chúng sinh, thường chẳng mỏi chán. Mọi người đều thích nghe pháp sư Vô Cấu. Khi có thuyết pháp đều không cầu mong, sắc diện vui vẻ, hỏi thăm lom trước, sắc lực đầy đủ, dung mạo đoan nghiêm, được các chúng sinh ưa thích cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Đồng thời có tỳ kheo niên thiếu tân học thường theo pháp sư Vô Cấu, vào ra vương cung không bị chướng ngại, được những sự cúng dường ẩm thực, y phục, ngọ cụ, y dược. Trong chúng ấy có đa số tỳ kheo chẳng biết tu tập thân giới, tâm tuệ, chẳng kính Phật Pháp Tăng. Họ chấp thường, chấp đoạn, chấp ngã, hủy bán chánh pháp, khinh tháo, khó điều phục. Họ chẳng nhiếp các căn mà an trụ nơi phi pháp. Họ không có hạnh sa môn mà tự xưng là sa môn. Thân khẩu ý nghiệp của họ đều tà tịch. Qua thời kỳ an cư ấy, Đức Phật bủ tụ công đức thanh Như Lai nhập Niết Bàn. Quốc vương Quảng Thọ dùng gỗ xích chiên đàn cúng dường trà tỳ rồi xây 80 câu chi bảo tháp, dùng gỗ xích chiên đàn làm bao lơn, bốn mặt đều có hoa sen vàng. Tỳ kheo Vô Cấu được Đức Phật ấy thọ ký đa văn đệ nhất. Sau khi Đức Phật ấy nhập diệt, Ngài hoằng tuyên chánh pháp, du hành các thành ấp tụ lạc,
giáo hóa vô lượng trăm ngàn chúng sinh, khiến được an trụ vô thượng Bồ Đề. Bấy giờ có số đông ác tỳ kheo chẳng biết tu hành, thường ôm lòng tật đố, bị ma mê hoặc. Họ đến tâu quốc vương rằng: tỳ kheo vô cấu được nhà vua kính làm thầy, ra vào vương cung không bị cấm chế ấy. Nhà vua nên biết tỳ kheo ấy chưa rời lìa tham dục, ăn phi thời, dùng hương hoa trang sức, thiệt chẳng phải phạm hạnh, chẳng nên cúng dường. Vì sự việc ấy nên chúng tôi đến báo cáo nhà vua, chớ sanh lòng tà tính trong chánh pháp. Sau lúc Đức Phật nhập diệt, lại có ma tên cực ác tự biến thân làm hình tỳ kheo đến tâu vua đồng lời nói trên. Nhiều lần nghe báo cáo như vậy, vua Quảng Thọ nghĩ rằng: tỳ kheo vô cấu siêng tu có trí tuệ, được ta kính trọng, không bao giờ có sự quấy như vậy. Vua vừa suy nghĩ xong, chúng ma liền hiện nửa thân trong hư không bảo vua rằng: nhà vua nên học kỹ nghệ khéo rõ cơ nghi, nếu chẳng hiểu biết thì chẳng phải tướng nhân vương. A-la-hán đệ tử Phật đã đủ đại trí tuệ mà vua chẳng y lời, sao vua lại theo đoạn kiến? Các tỳ kheo vì lợi ích thành thật báo cáo với vua: người ác đoạn kiến ấy thiệt chẳng tu phạm hạnh, hiện đang ở trong cung vui vầy cùng các thế nữ. Vua mau cùng thị tùng vào xem thì hết nghi. Vua nghe lời báo cáo trên hư không, cả kinh, liền dắt thị tùng vào cung quan sát. Lúc ấy tỳ kheo vô cấu đang ở trong cung diễn thuyết đệ nhất nghĩa, các pháp tự tánh không vô ngã ngã sở. Nhà vua và thị tùng bị ma mê hoặc, thấy các thể nữ trong cung ngồi bao quanh tỳ kheo. Nhà vua nổi giận như voi say, truyền Chiên Đà La mang tỳ kheo ra trị tội vì đã làm ô uế cung của vua. Các quan và viếng thuộc vì ma lực nhiếp trì nên đối với tỳ kheo vô tội ấy đều căm giận muốn giết hại. Chiên Đà La cầm dao đến, tỳ kheo vô cấu buồn khóc. Vua nạt rằng: ngươi phạm pháp phải đền tội, sao lại buồn khóc? Vua cấu tâu rằng: sự này khó tự phát biểu, xin chờ chốc lát, tôi sẽ có chứng minh. Vua liền ngăn Chiên Đà La tạm dừng lại thử coi vua cấu làm gì. Bấy giờ tỳ kheo vô cấu, người thành tựu ý lạc thù thắng, hành từ lợi thế gian, chắp tay phát thệ rằng: nếu tôi không phạm sự ấy, xin cõi đất chấn động, sáo cách và hư không mưa hoa đẹp. Vừa phát thệ xong, cõi đất chấn động sáo cách, hư không mưa đầy hoa trời, chúng ma lo buồn bỏ đi. Nhà vua thấy điềm lành ấy, liền sanh lòng kính tin, cúi lại chân vô cấu cầu hoan hỷ. Vua tự trách rằng: tôi sẽ đọa vào địa ngục, xin ngài tha thứ chở che, sao tôi lại gặp bọn ác sanh lòng độc hại. Kẻ theo tôi đều là ác hữu, không ai giúp đỡ tôi. Mười phương không chỗ cho tôi nương, chỉ có đại sư. Tôi sẽ rời bỏ vương vị, chọn đời quy y đại sư. Tỳ kheo vô cấu biết chí lạc của vua và quyến thuộc, nên thuyết nghĩa đệ nhất. Vua Quảng Thọ nghe pháp nghĩa đệ nhất ấy được chánh tín, cùng quyến thuộc trăm ức người bỏ ngôi xuất gia tu tập hạnh Đầu Đà, chẳng nhận người thỉnh cúng. Trong nội cung có 80,000 thể nữ, nghe nói đệ nhất nghĩa đều an trụ bậc bất thối. Vua y theo Phật giáo suốt 24 năm, ngày đêm thường sám hối mà tội nghiệp còn chẳng hết. Trăm câu chi quyến thuộc của vua trước kia có lòng ác đối với pháp sư vô cấu, nên sau khi chết họ bị đọa vào vô gián địa ngục chịu khổ nhiều ức năm. Mãn tội rồi họ gặp Đức Như Lai, vì nhân khủng bố xưa nên bị dư báo thường gầy yếu. Họ lần lượt tu tập cúng dường ngàn ức Phật, họ đều ở các quốc độ khác thành vô thượng Bồ Đề, đồng một hiệu là công đức danh xưng. Vua Quảng Thọ vì sanh lòng độc hại,
nơi tỳ kheo vô cấu, bậc từ nhẫn, nên trong nhiều ức năm theo ác nghiệp ấy, bị đọa vào địa ngục đại kiếu, mãn tội được thân người, gặp đức Phổ Nhãn Như Lai thân cận thường cúng dường. Do đây lại được phụng thờ 80 ức chi Phật, sau đó thành chánh giác, chính là thân ta, Thích Ca Mâu Ni Phật ngày nay. Còn ác tỳ kheo kia muốn hại pháp sư vô tội ấy, đương lai sẽ thành Phật chính là Di Lặc Bồ Tát đây. Nội cung 80,000 thể nữ tịnh tín, chồng các công đức vân thờ vô lượng Phật, ngày nay lại phát đại nguyện lợi ích chúng sinh, họ sẽ thờ ngàn ức Phật và sẽ đều thành chánh giác. Nay ta bảo các ông, tất cả chớ sanh lòng sân hại. Người tu tự nhẫn được Đức Phật khen tặng sẽ mau thành tựu quả Bồ Đề. Vì thế nên, này Điện Đắc, nếu ở nơi căn tánh chí lạc của các chúng sinh chẳng khéo biết rõ, thì phải tất cả thời gian chớ sanh lòng sân hận. Này Điện Đắc, như trong các núi Tu Di Sơn đệ nhất cũng vậy, trong các trí tuệ Như Lai trí tuệ tối tôn vô thượng, như trong tất cả dòng nước Đại Hải là tối thắng cũng vậy, trong các trí tuệ Như Lai trí tuệ tối thâm đại, như trong các quốc vương Chuyển Luân Thánh Vương tối tôn thượng cũng vậy, trong các trí tuệ Như Lai trí tuệ vô thượng thượng. Này Điện Đắc, vì thành tựu trí tuệ như vậy, nên tất cả tham sân si hành, tâm tâm chuyển biến của tất cả chúng sinh, Đức Như Lai đều biết rõ, trong khoảng một đàn chỉ đều có thể nhiếp thọ cả. Này Điện Đắc, Đức Như Lai thành tựu nhất thiết chủng trí, như người mắt trong sáng, tự xem năm trái amla trong bàn tay mình, chẳng dùng công lực đều thấy không nghi. Cũng vậy, Đức Như Lai biết rõ tâm hành của tất cả chúng sinh, ở trong đại chúng thuyết các loại pháp, trong vô lượng vô số thế giới, các chúng sinh tương ưng với tham hành, bị tham dục làm nhiệt não, ngày đêm lo nghĩ bỏ luống qua thời gian, ta đều thấy biết rõ. Họ bị tham nhiệt não khởi các nghiệp thân khẩu, ta đều thấy biết rõ. Các chúng sinh tương ưng sân hành bị sân hận che tâm, ganh ghét lẫn nhau, do độc hại họ bị đọa vào vô gián địa ngục, ta đều thấy biết rõ. Các chúng sinh tương ưng si hành bị vô minh che tối, mê hoặc chấp trước, ưa theo tà kiến, ta đều thấy biết rõ. Có chúng sinh kham nhậm, chúng sinh không kham nhậm, chúng sinh tăng tiến, chúng sinh thối thất, chúng sinh trồng căn lành nơi Như Lai thừa, chúng sinh trồng căn lành Duyên Giác thừa, chúng sinh trồng căn lành Thanh Văn thừa, ta đều thấy biết rõ. Thành tựu trí tuệ như vậy, Đức Như Lai ở trong đại chúng hay biết rõ tâm hành sai biệt của chúng sinh. Vì biết là phi thời, nên Đức Như Lai mặc nhiên bỏ để đó, chỉ quan niệm các chúng sinh ấy mê hoặc, nơi chánh pháp chẳng hiểu được Đức Như Lai, có đủ căn lực thù thắng. Vì khéo biết thời nên Đức Như Lai biết là người kham điều phục, người có chí lạc thù thắng, người hay kham nhẫn, người thọ lãnh thiện ngôn, Đức Như Lai đều thấy biết rõ. Biết rõ như vậy rồi, ở nơi chúng sinh ấy, Đức Như Lai nhiếp thọ lợi ích. Này Điện Đắc, Bồ Tát mới tu chưa vào chánh vị, ở nơi chí lạc hành thù thắng của các chúng sinh không thể khéo biết rõ, Bồ Tát ấy hoặc tại gia hay xuất gia đều chẳng nên sanh lòng ghét hại, chớ mãi tự chuốc lấy suy hại sầu não. Vì thế nên Bồ Tát từ lúc mới phát tâm phải nên đối với tất cả người an trụ đại thừa tưởng họ là Phật, với các chúng sinh khác dầu thấy họ tạo nghiệp ác mà chẳng sanh lòng tổn hại họ. Tại sao? Vì Đức Như Lai thường nói, nếu người nào ở nơi pháp bạch tịnh mà có chút khuyết giảm thì chọn chẳng được nhập Niết Bàn,
Nếu thấy tham hành chúng sinh, Bồ Tát phải quan niệm họ bị đốt cháy bởi tham dục nhiệt não, đó là lỗi của tôi. Nếu thấy chúng sinh bị sân hận và ngu si nhiệt não đốt cháy, Bồ Tát cũng coi là lỗi của mình. Tại sao? Vì Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh bệnh khổ, phải vì họ mà tìm thuốc phương tiện chữa trị. Trước kia ta thệ nguyện trừ bệnh chúng sinh mà nay lại bỏ đó là lỗi của ta. Bồ Tát thành tựu tác ý ấy để tự xét lỗi mình. Đối với chúng sinh phát khởi từ tâm lớn, dầu có bị họ giết hại, chặt chém thân thể cũng không bao giờ có lòng báo oán. Này Điện Đắc, lúc chánh tu hành như vậy, Bồ Tát có bao nhiêu nghiệp ác từ quá khứ đều hết sạch chẳng còn thừa, nghiệp ác vị lai chọn không phát khởi. Này Điện Đắc, thở quá khứ vô lượng vô số kiếp trước, Đức Phật Nhiên Đăng, có Đức Phật thắng sanh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, xuất hiện thế gian, cõi nước tên Quang Minh, Đức Phật ấy ở tại khu rừng nơi vương thành an ổn. Bấy giờ có chiên Đà La tên Khả Úy hung ác, ưa giết hại không từ tâm, tay vấy máu. Mọi người trông thấy đều khiếp sợ. Ngày kia, chiên Đà La ấy cột bò trong nhà đi vào muốn giết thịt. Bò thấy kinh sợ, bứt dây chạy thẳng đến rừng của thắng sanh Như Lai. Chiên Đà La ấy cầm dao đuổi theo. Bò quá sợ sa xuống hố sâu sắp chết, gống kêu khổ sở. Chiên Đà La ấy rượt đến, thấy bò sa hố càng giận thêm, cầm dao xuống hố sắp sửa giết bò. Bấy giờ Đức Thắng Sanh Như Lai ở trong rừng ấy, có vô lượng đại chúng quay quanh. Đức Phật rộng giảng dạy pháp môn duyên khởi, đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử u bi khổ não. Nhân duyên như vậy, tất cả là khối thuần khổ lớn. Do duyên ấy, vô minh đối với hành vô tư vô giác, hành đối với vô minh cũng vô tư vô giác. Nhẫn đến sanh đối với lão tử vô tư vô giác, lão tử đối với sanh cũng vô tư giác. Các pháp như vậy tánh nó bất khả đắc, không hành, không niệm, không ngã, ngã sở, bổn tánh thanh tịnh đều chẳng biết nhau. Kẻ phàm phu chẳng nghe pháp như vậy nên chấp sắc là ngã. Ngã có các sắc, sắc thuộc nơi ngã, họ chấp thọ tưởng hành và thức cũng vậy. Do vì chấp trước ngã và ngã sở như vậy nên họ chấp vô thường là thường, khổ là lạc, bất tịnh là tịnh, vô ngã là ngã. Đó là sanh bốn điên đảo. Vì kiến chấp điên đảo nên họ bị vô minh mê hoặc, chẳng chánh tư duy, theo tâm nhiễm trước, bị ái dục trói buộc nên sanh tử luân hồi nối nhau chẳng dứt. Người trí vì khéo quán tướng pháp giới nên chẳng thấy có chút tướng ngã nhân, chúng sinh, thọ mạng, sanh lão bệnh tử, hệ phược sát hại mà có thể được. Khả Úy chiên Đà La trong thời gian ấy vối nghe tiếng thuyết pháp của Đức Như Lai liền giác ngộ, tâm giết hại ngừng dứt, bỏ dao ra khỏi hố, qua đảnh lễ chân Đức Phật rồi bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi muốn ở trong Phật pháp xuất gia hành đạo. Đức Thắng Sanh Như Lai hứa khả bảo rằng: Thiện Lai tỳ kheo. Khả Úy liền thành Sa Môn Đắc Giới Cụ Túc. Đức Phật ấy biết ý lạc của Khả Úy lần lần đã thành thục, bèn rộng giảng dạy các hạnh Bồ Tát. Khả Úy Sa Môn nghe pháp chứng vô sanh nhẫn trụ bực bất thối chuyển. Con bò ấy được nghe pháp cứu duyên khởi của Đức Như Lai nói âm thanh Phật vi diệu, lòng nó vui mừng, sau khi chết sanh trời đâu xuất, được thấy Di Lặc Bồ Tát thành tựu chánh tín. Này Điện Đắc,
Tâm hành của các chúng sinh thầm thâm vi mật, khó rõ khó biết. Vì thế nên Bồ Tát muốn cầu vô thượng Bồ Đề phải khéo biết căn hành của tất cả chúng sinh. Đối với các chúng sinh, Bồ Tát an trụ tâm bình đẳng, tâm vô ngại, chẳng nhiễm trước tất cả pháp, xa sở hữu, trì tịnh giới, trụ nhẫn nhục, phát tinh tấn, nhập thiền định, như thiệt quán sát tánh tất cả pháp. Này Điện Đắc, Bồ Tát viên mãn sáu pháp ba la mật như vậy, mau chứng vô thượng Bồ Đề. Thế nào là viên mãn? Đó là vì y chỉ nhất thiết chí mà tu hành vậy. Thế nào là Đại Bồ Tát pháp phục tạng? Này Điện Đắc, Bồ Tát thấy tất cả sắc biết rõ như thiệt, bổn lai bất sanh, tự tánh thanh tịnh. Vì ở nơi sắc được thiện xảo, nên Bồ Tát thành tựu bốn vô ngại biện. Đó là pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện và lạc thuyết vô ngại biện. Pháp vô ngại là nơi các sắc pháp như thiệt, quan sát như thiệt, biết rõ. Nghĩa vô ngại là nơi nghĩa của các sắc pháp không chướng ngại. Nghĩa của sắc là gì? Đó là nghĩa đệ nhất. Gì là nghĩa đệ nhất? Đó là sắc bất khả đắc. Thành tựu chí đệ nhất, nghĩa ấy gọi là nghĩa vô ngại biện. Từ vô ngại nơi các sắc dùng chí vô ngại thiện xảo ngôn từ phân biệt thuyết pháp. Là thuyết vô ngại là nơi các sắc theo cơ chúng sinh mà khai thị diễn thuyết trọn không nhiễm trước. Bồ Tát thành tựu chí như vậy rồi, đối với khắp tất cả chúng sinh mê hoặc chấp trước sắc pháp, Bồ Tát tùy theo tánh dục của họ dùng chí vô công dụng như chỗ nên mà thuyết pháp. Nhưng nơi pháp giới không có hai tướng, rộng nói đến thanh hương vị xúc và pháp cũng vậy. Đây gọi là Đại Bồ Tát pháp phục tạng. Bồ Tát chứng được pháp phục tạng rồi, vì muốn điều phục các chúng sinh mê hoặc trong những cảnh giới như vậy, tùy theo ý lạc của họ nơi mỗi mỗi xứ, hoặc một kiếp hoặc quá một kiếp, dùng các thứ ngôn từ thiện xảo tuyên nói. Biên tế của các xứ cũng bất khả đắc, trí huệ của các Bồ Tát cũng chẳng tổn giảm, chẳng rời pháp giới tùy thuận bất nhị. Vì vô sai biệt vậy, đây gọi là Bồ Tát thiện xảo diễn nói tất cả pháp tướng vô sai biệt, được pháp phục tạng ấy rồi. Có thể vì chúng sinh như chỗ nên mà thuyết pháp khiến họ được pháp tài vô tận, làm cho dứt hẳn sanh tử nghèo cùng. Đây gọi là Đại Bồ Tát năm thứ phục tạng: Đại Phục Tạng, Vô Tận Phục Tạng, Biến Vô Tận Phục Tạng, Vô Biên Phục Tạng. Bồ Tát thành tựu phục tạng như vậy vì viên mãn công đức thù thắng, nên dùng ít công lực mau được vô thượng Bồ Đề. Lúc Đức Phật nói pháp môn phục tạng ấy, Điện Đắc Bồ Tát được Đà La Ni, 500 Bồ Tát được Điện Quang Minh Tam Muội, 36,000 thiên tử phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bấy giờ Nguyệt Tràng Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Đức Phật nói chí vô công dụng, nghĩa ấy thế nào? Đức Phật dạy: Này Nguyệt Tràng, nếu có Bồ Tát ở trong pháp lành mà thân tâm tương ưng duyên theo tạo tác thì gọi là công dụng. Nếu có Bồ Tát thân tâm điều nhu không niệm, không y rời lìa tướng tu hành, do đã thành tựu nguyện chí thở xưa nơi ức thiên cõi Phật, những chỗ nên ra làm các thứ thị hiện mà đối với pháp giới không hề động chuyển, thường diễn thuyết pháp không có chút pháp tướng, dùng tứ nhiếp pháp thành thục chúng sinh, cũng không có chúng sinh được độ, nghiêm tịnh tất cả các Phật độ mà chẳng thấy Phật độ bất tịnh, thường niệm chư Phật chẳng xem sắc tướng, đi các cõi Phật chẳng lìa pháp giới. Đây gọi là Bồ Tát vô công dụng trí. Vì thành tựu trí vô công dụng như vậy, nên làm đầy đủ tất cả hy vọng cho các chúng sinh, mà ở nơi chỗ làm không hề nhiễm trước.
Lúc Đức Thế Tôn nói chí vô công dụng ấy, cõi đại thiên chấn động sáu cách. Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân cùng chư thiên cõi trời đao lợi ở trên hư không, mưa các thứ thiên hoa, Mạn Đà La, U Bát La, Câu Vật Đầu, Ba Đầu Ma, Phân Đà Lợi, Hương Chiên Đàn đều rải trên Đức Phật, chống trời tự kêu, ánh sáng lớn chói khắp từ xưa chưa từng thấy. Chúng sinh nào gặp được thì thân được thanh lương. Đức Thế Tôn bảo Điện Đắc Bồ Tát, chư Phật quá khứ đều tại chỗ này khai thị diễn nói pháp môn như vậy, vị lai chư Phật sẽ xuất thế cũng ở tại chỗ này diễn nói pháp môn như vậy. Hiện tại trong vô lượng vô số thế giới, chư Phật vì pháp môn này chẳng đoạn tuyệt nên phóng ánh sáng lớn. Bấy giờ trưởng lão A Nan gờ chỗ ngồi, chịch y vai hũ, gối hũ chấm đất, chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên gì? Chúng tôi phải phụng trì thế nào? Đức Phật dạy: Này A Nan, kinh này tên là Vô Tận Phục Tạng, cũng tên là Thuyết Nhất Thuyết Pháp Vô Sai Biệt Tướng. Ông nên phụng trì tên kinh như vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Điện Đắc Bồ Tát, trưởng lão A Nan và hàng tứ chúng cùng tất cả thế gian, trời, người, Atula, Càn Thác Bà, vân vân, nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Pháp hội Vô Tận Phục Tạng thứ 20 hết.